Nhưng mà hay mà. Thôi. Nhật Bản cái ốc thoại thì giống như Hong Kong cái đại bài đàng vậy. Nhưng mà ăn cái thì là thiên phụ lò. Ốc thoại lớn nhất cái đặc sắc là cái này cái mở phòng cái nhà hàng. Khách nhân có thể gần cách để theo chú sư chủ xong, cũng có thể tùy thời lấy chén cụ cùng với điều vị liệu. Chúng tôi đương chua là tôi đi Nhật Bản chơi cùng với Quan Tây cái ốc thoại, có một căn ốc thoại, cùng với bên trong thì nhận được cái người chủ. Đi đâu cái thực vật, bao gồm thiên phụ lò cái phấn trang, đều là tham khảo Quan Tây ốc thoại cái thực phẩm chế tạo. Chính là thiên phụ lò thì đã có 10 mấy loại, như cái này thì là dùng hoa bánh kẹp với hoa ngọc trà.粉浆够薄，味道够晒鲜甜香口，最啱梗系攞嚟送啤酒啦。除咗天妇罗咧，其实呢度嘅关东煮咧都好出名噶喎。佢呢个番薯咧食落去咧唔会有渣，而且咧好绵滑。想特别啲，可以试下佢。睇个名好似好恐怖，但系其实只系吞拿鱼头顶上面嘅鱼肉，食落口感嫩滑，油脂丰富，仲好惹味。其实铺头的食物和气氛都算不错，不过和日本传统的屋台有点不同。这里的座位离厨房比较远，所以很难和厨师聊到偈。如果可以加上几个吧台位就完美了。